Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Bonsai Phong Thủy. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách uốn cây sung con tại vườn. Đây là cái cây sung con mới được 4 tháng tuổi các bạn nhé. Nó còn rất là non nớt nên là chúng ta cần phải uốn hết sức nhẹ nhàng để tránh làm nó bị gãy. Quý vị và các bạn có thể thấy là cái cây sung này tôi đi dây từ gốc đến ngọn luôn. Tuy nhiên thì cái phần gốc nó cứng hơn cho nên tôi phải gập đôi cái dây. Còn phần ngọn thì mình đi dây đơn thôi cũng được. Với cây sung còn non nớt như thế này, chúng ta có thể tùy ý uốn theo cái dáng mà mình thích các bạn nhé. Đây chỉ là bước 1 thôi các bạn ạ. Tôi sẽ uốn định hình bước 1 cái gốc của nó. Còn khi nó dài hơn thì tôi sẽ uốn thêm. Tạm thời tôi sẽ uốn dáng siêu các bạn nhé. Đây tôi sẽ uốn siêu về một bên và uốn cho nó quái dị một tí. Khi nó phát triển thêm thì mình có thể uốn thế bạt phong hoặc là siêu hoặc là có thể đào lên và trồng cái dáng thác đổ cũng được. Khi mà chúng ta để cây sung ở ngoài đất tự nhiên như thế này, chúng ta uốn nó sẽ phát triển rất nhanh và sẽ định hình nhanh chóng có được một cây như ý muốn. Còn khi chúng ta cho lên chậu rồi thì chúng ta phải chăm sóc rất là cầu kỳ, nếu không thì nó sẽ phát triển chậm. Đây tôi sẽ định hình tại vườn luôn. Đấy, như vậy là tôi đã định hình tương đối ổn rồi các bạn. Cây sung này là, thưa với quý vị là tôi sẽ uốn cây bonsai mini thôi nhé. Chứ nếu chúng ta chơi hàng đại thì chúng ta cần phải uốn vòng nó rộng ra hơn. Như vậy là tôi đã uốn xong rồi các bạn nhé. Các bạn có thể định hình tùy thích các bạn ạ. Tuy nhiên thì nó cũng có vài thế cơ bản.
Ở đây tôi tạm thời muốn dáng siêu. Gọi là siêu nhưng nó hơi quái một tí. Khi chúng ta đào lên và đánh lên bồn thì chúng ta có thể tạo dáng tùy thích. Khi mà chúng ta được một cái gốc nó quái nó đẹp rồi thì tay tán nó chỉ là chuyện nhỏ thôi quý vị ạ. Như vậy là sau một tuần thì cây sung đã thành nếp rồi quý vị. Quý vị có thể nhìn thấy là nó đã phát triển, nó đã sưng sẹo lên rồi, mọc mầm rồi. Đây, nó đã cứng rồi, có thể là tháo dây ra được. Tuy nhiên thì tôi sẽ tạm thời để như vậy và sẽ ở những video tiếp theo tôi sẽ uốn lần hai để quý vị có thể hiểu rõ hơn và định hình cái cây nó dáng chuẩn hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.